khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cùng với việc thực hiện quy định 5K. Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vaccine COVID-19 cho các lực lượng tuyến đầu. Trong đợt tiêm này, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bộ Công an được phân bổ 1.060 liều vaccine để tiêm cho cán bộ chiến sĩ của 10 đơn vị trong lực lượng công an nhân dân. Tại khu vực tiêm của Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bộ Công an, để đảm bảo giãn cách và thời gian tiêm hợp lý, các đơn vị được thông báo sắp xếp riêng lịch tiêm theo từng ngày khác nhau. Quá trình tư vấn về vaccine, khám sàng lọc được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Là đợt thứ 3 tiêm vaccine COVID-19 của cán bộ chiến sĩ trại giam Suối 2. Ở đợt này, có 130 cán bộ chiến sĩ trong danh sách tiêm mũi 1, được lựa chọn ở các bộ phận tiếp xúc nhiều với người dân, khách đến làm việc và cán bộ quản giáo. Bệnh viện Y học Cổ truyền đã huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng giàu kinh nghiệm để khám sàng lọc, tư vấn, tiêm và xử trí cấp cứu sau tiêm do Cục Y tế, Bộ Công an tổ chức. Đồng thời, bệnh viện triển khai một khu độc lập khép kín, từ khám sàng lọc, tư vấn, phòng tiêm đến phòng lưu sau tiêm. Để đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng, bệnh viện bố trí một kíp bác sĩ, một phòng cấp cứu cùng trang thiết bị để sẵn sàng xử lý những phản ứng bất thường sau tiêm. Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 và dự kiến đến ngày 15 tháng 6 tiêm xong. Bệnh viện sẽ giám sát chặt chẽ quy trình tiêm, đặc biệt theo dõi các phản ứng không mong muốn sau tiêm. Việc triển khai tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 trong lực lượng công an nhân dân, với phương châm tiêm đến đâu an toàn đến đó và đảm bảo không bỏ phí bất cứ liều vaccine nào. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.